cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị truy tố đến khung tử hình vì tội nhận hối lộ. Diễn tập bắn đạn thật của lực lượng phòng không, tên lửa và pháo rực sáng. Israel không kích hàng loạt công trình ở Syria và Liban. Sau đây là thông tin chi tiết. Theo dự kiến, phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ án thâu tóm 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho ngân sách nhà nước sẽ được Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở vào ngày 29 tháng 10 tới. Theo cáo trạng, từ năm 2006-2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng mới 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên địa bàn. Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh được giao làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 497 tỷ đồng. Đầu năm 2013, khi các hạng mục xây dựng đã thực hiện xong, nhưng phần mua sắm trang thiết bị y tế bị thiếu vốn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch công ty AIC và ông Đặng Tiên Phong, Chủ tịch công ty Sông Hồng, đã chết năm 2021, cùng liên hệ với lãnh đạo ban quản lý dự án, nói có thể hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh xin bổ sung vốn từ Trung ương. Đổi lại, hai công ty muốn được ưu ái trúng các gói thầu mua sắm trang thiết bị. Sau khi trao đổi, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thống nhất sẽ phân chia 6 gói thầu cho mỗi công ty một nửa. Quá trình thực hiện, các bị cáo tại hai doanh nghiệp và phía tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều hành vi vi phạm về đấu thầu, dẫn tới thiệt hại hơn 48,6 tỷ đồng cho ngân sách. Từ năm 2014 đến 2020, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị cáo buộc đã 13 lần nhận tiền. Qua biếu của bà Nhàn, tổng số lên đến 13 tỷ đồng. Trong đó, lần nhiều nhất là ông Chiến nhận 3 tỷ đồng sau khi AIC trúng 3 gói thầu cung cấp thiết bị y tế. 12 lần còn lại, ông Chiến nhận từ bà Nhàn dưới hình thức quà biếu vào các dịp lễ, Tết. Ngoài ra, từ năm 2015 đến 2017, ông Chiến từng 5 lần nhận quà biếu phía công ty Sông Hồng. Mỗi lần 200 triệu, tổng 1 tỷ đồng. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh vào các dịp lễ, Tết từ năm 2015. 2017 cũng nhiều lần nhận tiền của phía công ty Sông Hồng với tổng số 1 tỷ đồng. Sau khi AIC trúng các gói thầu tại Bắc Ninh, ông Quỳnh 9 lần khác nhận tiền của bà Nhàn tổng 9,1 tỷ đồng. Đến nay, ông Chiến đã nộp lại 14 tỷ đồng, gồm 4 tỷ đồng hưởng lợi từ 6 gói thầu và 10 tỷ đồng tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả. Ông Quỳnh cũng nộp lại 10,1 tỷ đồng, gồm 2 tỷ đồng hưởng lợi từ 6 gói thầu và 8,1 tỷ đồng tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả thiệt hại của vụ án. Ông Chiến và ông Quỳnh cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ theo quy định tại điểm A, tài sản hối lộ trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên và điểm B, gây thiệt hại về tài sản từ 5 tỷ đồng trở lên khoảng 4 điều 354 bộ luật hình sự với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Diễn tập bắn đạn thật của lực lượng phòng không, tên lửa và pháo rực sáng. Sáng 18 tháng 10, tại trường bắn quốc gia khu vực 1, quân chủng phòng không không quân tổ chức khai mạc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của lực lượng phòng không năm 2024. Với sự tham gia của 6 sư đoàn, quân chủng phòng không không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật cho các đơn vị phòng không nhằm đánh giá thực trạng kết quả công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đánh giá chất lượng vũ khí trang bị và công tác bảo đảm kỹ thuật của các đơn vị. Diễn tập cũng nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng tác chiến, thao tác chiến đấu của từng cán bộ, chiến sĩ và hiệp đồng của các kiếp chiến đấu, nhất là trong điều kiện ban đêm và trong tình huống phức tạp. Từ đó rút kinh nghiệm tổ chức huấn luyện cho bộ đội sát với thực tiễn và hướng phát triển của chiến tranh hiện đại trong những năm tiếp theo. Để buổi diễn tập an toàn, hiệu quả và thành công, các cơ quan, đơn vị trong quân chủng phòng không không quân đã làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm mọi mặt, làm tốt công tác bảo đảm khí tài, đạn dược, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính quyền địa phương bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực trường bắn khu vực 1. Cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật các đơn vị phòng không năm 2024 của quân chủng phòng không không quân thành công là những thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Ngày 18 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án tạm giam Ngô Thị Bích Trâm cùng hai đồng phạm là Trần Minh Trung, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Hậu Giang và Nguyễn Văn Nha, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Trâm và các đồng phạm đã dàn dựng một vụ bắt cóc giả mạo, trong đó Trâm bị bắt giữ, đánh đập và yêu cầu cha ruột là ông NVH, sinh năm 1964 trả nợ thay cho số tiền lên đến 5 tỷ đồng. Dưới sức ép tinh thần và những hành động đe dọa bạo lực, ông H đã vô cùng lo lắng cho sự an toàn của con gái, không hay biết rằng mình đang trở thành nạn nhân của một âm mưu lừa đảo. Tuy nhiên, sự thật cuối cùng đã được phơi bày. Trâm thực tế không thiếu nợ ai, mà chỉ lợi dụng lòng tin và tình yêu thương của cha mình để cùng đồng bọn thực hiện hành vi cưỡng đoạt.
Trước đó, nhóm này đã từng thành công chiếm đoạt 495 triệu đồng từ ông Hát bằng thủ đoạn tương tự. Ngày 17 tháng 10, Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang hai đối tượng Huỳnh Quốc Hùng, 39 tuổi và Trương Ngọc Phong, 41 tuổi, cùng ngụ quận 8 về hành vi cướp giật tài sản. Trưa cùng ngày, hai du khách người Đức là ông Bauer Anton và ông Fanner Sasser, 46 tuổi đang đi bộ băng qua đường Nguyễn Cư Trinh. Hướng từ đường Cống Quỳnh Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 thì bất ngờ bị Huỳnh Quốc Hùng điều khiển xe máy áp sát từ bên phải để đồng bọn là Trương Ngọc Phong giật sợi dây chuyền của ông Fanner Sasser đang đeo trên cổ rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy. Lúc này, lực lượng công an đang trên đường tuần tra chứng kiến sự việc nên truy đuổi theo các đối tượng qua nhiều tuyến đường. Sau đó bắt giữ được Hùng, Phong cùng vật chứng đưa về công an phường Nguyễn Cư Trinh. Nhận lại tài sản bị cướp, ông Fanner Sasser vui mừng cho biết chỉ vừa đến thành phố Hồ Chí Minh du lịch sáng cùng ngày và không ngờ lực lượng công an lại có thể nhanh chóng tìm lại được tài sản cho ông. Tối ngày 17 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông Bình Định đã bắt giữ một nghi phạm được cho là đã trộm một chiếc ô tô ở thành phố Quảng Ngãi và lái xe vào Bình Định. Nghi phạm bị bắt giữ là PHH, 37 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh và đang được di lý về thành phố Quảng Ngãi để điều tra. Sáng cùng ngày, một người dân đậu ô tô mang biển số thành phố Hồ Chí Minh trên lề đường trước số nhà 96 Lê Trung Định, thành phố Quảng Ngãi. Đến gần 10 giờ 30, một người đàn ông mặc áo khoác trùm mũ đi từ phía sau xe tiến đến, dễ dàng mở cửa xe ô tô rồi nổ máy rời khỏi hiện trường. Vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại rõ ràng. Công an vào cuộc điều tra, truy dấu phương tiện và xác định chiếc ô tô bị đánh cắp đang chạy theo hướng Bắc Nam vào tỉnh Bình Định. Đến khoảng 12 giờ 30, lực lượng tại trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định phát hiện chiếc ô tô trên và ra hiệu dừng xe, kiểm tra phương tiện. Sau khi xác minh chính xác chiếc ô tô trên là phương tiện được trình báo mất trộm, công an tỉnh Bình Định đã bàn giao, áp giải phương tiện và di lý nghi phạm về thành phố Quảng Ngãi để điều tra làm rõ. Israel không kích hàng loạt công trình ở Syria và Liban. Trong ngày 17 tháng 10, truyền thông nhà nước Syria đưa tin một cuộc không kích của Israel đã gây hỏa hoạn ở thành phố ven biển Latakia. Theo hãng thông tấn SANA, lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn các mục tiêu trên không và các đám cháy đã bùng phát ở lối vào Latakia, thành phố quê hương của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria SOHR có trụ sở tại Anh cho biết cuộc không kích nhằm vào một kho vũ khí trong thành phố. Trong các cuộc tấn công vào miền nam Liban, quân đội Israel đã phá hủy một ngôi làng 2.100 năm tuổi ở Hermibab. Cách Beirut khoảng 115 km đây là ngôi làng quê hương của nhà tiên tri Benjamin. Con trai của nhà tiên tri Jacob có giá trị tôn giáo và lịch sử quan trọng thu hút nhiều khách du lịch. Trong đoạn video được đưa lên mạng ngày 16 tháng 10, ngôi đền cổ trong làng trụ vững trong hơn 2.000 năm giờ bỗng chốc tan thành tro bụi. Vào đầu tháng 10, quân đội Israel đã cảnh báo người dân của 26 thị trấn ở miền nam Liban, bao gồm Hermibab phải đi sơ tán. Kể từ ngày 23 tháng 9, Israel đã phát động một chiến dịch không kích lớn nhắm vào lực lượng Hezbollah, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải đi sơ tán. Sự leo thang của Israel ở Liban tiếp sau các cuộc tấn công của nước này vào dải Gaza, nơi hơn 42.400 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng kể từ tháng 10 năm ngoái để trả đũa việc Hamas tấn công vào Israel. Ngày 17 tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump bình luận trên kênh podcast BBD của nhà doanh nhân Mỹ Patrick Beck David rằng ông Zelensky đáng trách không chỉ vì không chấm dứt được chiến sự ở Ukraine, mà còn vì đã góp phần gây ra cuộc chiến. Ông Trump cho rằng ông Zelensky đáng ra không bao giờ được để cuộc chiến bắt đầu vì sự đối đầu quân sự như vậy là thất bại đang tàn phá từng thành phố và từng tòa nhà của Ukraine. Ông Trump gọi cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra giữa Nga và Ukraine là một cuộc chiến không bao giờ nên xảy ra vì nó đã khiến hàng triệu người thiệt mạng. Có thể nhiều hơn nhiều so với những gì chúng ta đọc được trên báo chí, ông chỉ trích ông Zelensky không tìm kiếm hòa bình với Nga. Đồng thời gợi ý rằng Ukraine có thể phải nhượng một số lãnh thổ của mình để đạt được thỏa thuận với Moscow. Ông Trump cũng nhắc lại phát ngôn chỉ trích rằng ông Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trái đất khi đã nhiều lần thành công khi kêu gọi các khoản viện trợ quân sự hàng tỷ USD từ Mỹ. Tuy nhiên, ứng cử viên đảng Cộng Hòa cũng lưu ý rằng bản thân nói như vậy không có nghĩa là ông không muốn giúp đỡ, mà đơn giản là ông cảm thấy tệ cho Tổng thống Ukraine. Trước đó, ông cũng từng nhắc lại lời cam kết rằng nếu đắc cử Tổng thống Mỹ, ông sẽ dàn xếp để chấm dứt chiến sự ở Ukraine ngay cả trước khi thực sự trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025. Chương trình của ông Beck David được phát sóng giữa bối cảnh ông Zelensky vừa trình lên Quốc hội Ukraine, vơ câu phun vơ ra đơ kế hoạch chiến thắng. Theo đó, ông Zelensky yêu cầu NATO mời Ukraine gia nhập ngay lập tức và vô điều kiện, kêu gọi tăng cường phòng thủ Ukraine. Ông muốn phương Tây thể hiện sự răn đe đối với Nga, đề xuất tiềm năng kinh tế của Ukraine
và tăng cường sức mạnh NATO sau khi chiến sự kết thúc. Theo Reuters, lời đổ lỗi hôm 17 tháng 10 của ông Trump có thể báo hiệu nguy cơ Ukraine bị cắt giảm viện trợ nếu ông Trump đắc cử. Theo dõi VOH để cập nhật nhiều thông tin mới và hấp dẫn nhất.